Ngày xưa, ở một vương quốc bị nộ, có một cô gái xinh đẹp, da trắng như ngọc trinh, tóc đen như gỗ mun. Năm nay cô vừa tròn 22 tuổi. Người ta thường nhắc đến tên cô là cô gái bán diêm. Vì sao ạ? Vì nước trong quá thì không có cá, mà đi làm vui quá thì chỉ có order Shopee. Kinh tế suy thoái, ban ngày làm ở công ty lương không đủ sống. Đêm đến, cô bé phải đi bán diêm để kiếm thêm thu nhập qua ngày. Trong một đêm gần Tết, khi mọi người đã hối hả chuẩn bị đón giao thừa, những điều đặc biệt cuối cùng cũng tìm tới cô gái bé nhỏ. Thank you.
Lũ lụt, bão lụt gây ra gián đoạn lớn trong việc vận chuyển hàng hóa, đã gây ra tổn thất nặng nề đến cơ sở hạ tầng vận tải. Các con đường và cầu cảng bị hư hỏng, dây chuyền vận chuyển bị ngưng trệ. Khó khăn là bố thành công thôi mà. Nên là con đừng có lại khó khăn đi. Đừng có lại khó khăn đi.
thế ạ. Từ nãy giờ nghe là không hiểu rồi. Không mất tám quen rồi. Thế thôi, lại bài mới. Anh em, lên nhà. Đi mẹ ra đây. Nhà tơ, nhà tơ. Ra được đâu, làm ít không hít được đồ thơm, phải cố gắng cải thiện mindset nữa. Cứ lên TikTok, lên Insta, Facebook lên tới xa, thấy lắm có lắm lời ví von. Vài lần yêu đuối, khóc sau cuộc sống bao sầu bồ, dần dần em quên, với những tôi sẽ chưa sâu sầu. Được qua thôi. Ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng đồng lung linh. Em cũng muốn được khen được ngắm nhìn. Để biết mình có thiếu sót ở đâu, em cũng biết mình có thể bay cao. Sống ao nhưng em không hề sống âu. Chỉ cần em vui, sống trong sống bao sầu. Và em say no với những tôi xin chưa sầu. Sao ta không gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nha. Người ơi.
đây công việc có đâu mà lâu, khoác cái áo phi xuống lầu nè. Ok em ơi cứ chơi là mau, là hay là nay thế đâu mặt nhau. Đừng bao giờ nghĩ là vui sâu, ra đây mà chơi với tôi mau, thay vì nằm nhà mà coi troll. Cả tuần làm việc rồi mới cần ra đây ngồi, đã khuya trăng trâu mồi, tí lê không cần vội ơi. Ta nhìn đâu, ta nhìn phone post sao bị rồi đấy. Đôi khi ta không mua vài, đi cà phê tán dọc rồi về đâu, về lòng nhau trong lâu dài. Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn với xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài, làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, mua vui và chết sống mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nhà. Người ơi, đừng về, làm sao? Sao đến bao nhiêu khi nó nghĩ một người. Người ơi, đừng về. Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây. Nghĩa đừng về.